cái gì phóng gì? Ủa cá lóc anh ơi, cá lóc. Nhóc wow, thấy gù chân kìa. Cá mà chấm nước mắm là bình thường á thì mắm tỏi ớt đó phải không? Dạ. 9 điểm thôi, còn nước mắm này 10 điểm. Dạ, nhảy gầu gầu được. Chúng rất rất khỏe rồi. Nguyệt xin kính chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Tư Tèo Vlog. Chào buổi chúc cả nhà mình một ngày mới thật là bình an và an vui. Ở đây thì ông xã Nguyệt đang làm gì? Chào cả nhà. Cái tre bà cầm nó chạch tới cả nhà, đập vô đây này dính hết sơn. Chóc không anh? Chóc chỗ nào vậy? Chóc chỗ này. Dạ. Còn mấy tre gì nè. Ủa cái đó làm ta sơn chứ hả? Sơn. Đây là cái chạy ông xã Nguyệt đã làm xong nè cả nhà. Xuồng ghe ta chạy á, thì sóng nó đậu kìa nè, dao đảo cái vỏ á. Trình quá trình nè, trời mưa. Trời mưa nó văng trình đây nè, nó văng xuống. Lúc không có mưa thì ông xã Nguyệt mới bắn thêm một hàng ốc nè, cho nó cộp xuống gì nè. Đặng đường này thì bà con ta đi qua lại nó không có bị quẹt á. Cũng còn một khoảng chắc này hơn hước ạ. Nhưng mà mình làm vậy cho nó an toàn. Rồi khi có khi người ta nuôi bò đó, người ta cũng dẫn qua đường này để đi bán đó. Bò thì nó cồng kềnh nó bự á, nên mình tính cái đường đó, cho nên ông xã mình phải bắt thêm một cái thanh sắt bên trong nè, rồi mình khoan ốc cho nó mệt xuống vô xuống hết luôn. Nó cồng. Thì sáng thì công việc cũng xong cho cả nhà. Hôm qua có đám mưa quá trời lớn luôn. Mưa cái nước trong mương nó đục ha. Dở đây có gì không thì về làm cơm ăn. Thì tao mời cả nhà. Còn bây giờ lú cho Tèo nha. Nước dậy thì mình sẽ đi đặt lú. Cái này cứng lắm cả nhà. Xô nó không nhúng nhích luôn. Cộng còn thiếu đó cây tre nữa tài phẩm đó nó phải nó bẹp chạy. Xuống chạy xuồng mát quá nè. Dằn cái giọng đó nè. Dằn giọng được đó mà không có thời gian ngậm. Tèo tèo bịch cái đầu bọng vậy đó cả nhà, cho cá bị ra. Trời mưa, trời mưa hôm qua là lé đé luôn. Rồi tèo nó xả bớt mớ. Dừa trái bự thấy ha. Dừa này trái bự mà ít trái. Còn dừa đó trái quá trời, trái nhỏ. Dừa này trái nhỏ chắc lái chê. Cái này là tháng này là bán không được luôn nè, dừa cỡ đó còn bán được đó. Cái này cả này thì phải tháng nắng, nhưng mà tháng nắng thì trái hiếm, ít trái. Chuối là chín mới đốn, mới đốn chuối. Mới thu hoạch qua. Chuối cao sáp này á, nó cũng có giá nhưng mà cái trái nó xấu rồi, giá nó cũng rẻ mà. Tới đây mà thấy nó thông rồi cả nhà, thông động nước trong lú vậy. Yeah. Cái gì nó không dữ vậy. Đặt chỗ này chúng mình đặt nữa. Đùng nghe bọt không luôn. Tèo đặt tèo treo rồi sợ mưa nó ngập ở cái nhà. Tèo quấn rồi nè. Quấn sợ cái đuôi chuột chạy xuống. Quấn bao cái vòng. Ui, cái gì phóng gì? Ủa cái lóc anh ơi, cái lóc. Nhóc trên cả nhà. Wow, thấy gù chân kìa. Trước mắt thấy con cá lóc rồi đó. Cũng có bị ngọt nữa kìa. Cái sạc, cái sạc nó ngọt. Sạc nó kiểu mà nó qua bên đây không kịp á. Ngọt. Còn có con gì chết dưới này nữa. Cái gì vậy? Cái dừa. Nhưng mà có con gì chết dưới này nữa. Trời sao mà nó vô được cái dừa ở đây trời. Thì cái hỏng nó vô. Nó vô được cái cửa hai, cửa một. Nó là phèn đó. Đóng cái lú này. Vô nó ngọt tay nhóc luôn cả nhà ơi. Dạ. Cái dướng trái dừa nó đi không được nè. Nguyên trái dừa. Cua gần cho bá luôn kìa. Hai ba trái dừa sao vô được trái dừa đấy chạy. Chắc nước lớn nhiều nó chảy. Cũng nhiều ở cả nhà, một bọc luôn nè. Trái dừa mà em tưởng gùa không. Cá lóc, cá chê, vô cá chê nữa. Cá phi nữa kìa, tép. Cá phi, nè, đi cái sâu anh sổ đây. Trời mưa là mình đặt ăn cầm đi. Trời mưa là thường mình đặt cá chạy dữ lắm cả nhà. Súng á. Bún chạch chạch luôn. Ngay rồi móc cái dừa em còn trong kia trái. Cái này nhận mưa chứ hôm qua anh chín giật bọng ra bớt nè, dịch dừa nó trâu vô.
Dược bọng nước chảy mạnh á, nó mới biết chạy vô. À dạ. Ôi. Vô cô cần. Thấy sách hết nổi rồi đó, hai trái dừa sách hết nổi rồi đó. Hai dừa có 3 kg. Anh bóc cái dừa ra luôn hay không? Sách đi ra, anh dẹp cái này cái. Dừa này của anh Chín, anh Mười. Ở bên đây vườn chuối với dừa là của anh Chín. Bên đây bên kia là của anh Mười. Của anh Mười chanh với dừa với cốc cao. Anh buồn buồn dừa của anh Mười quá trời trái anh. Ha, có gãy cổ mà nó sệ xuống rồi. Vậy hả? Cái dừa đó, dừa này người ta dừa này là dừa bán phải không? Người ta không chê. Hai bên hai anh em trồng hai giống dừa khác nhau. Quay cho cả nhà xem. Anh ơi có cá chê nè. Cá chê. Thấy con cá chê. Cá lóc, 3 cá lóc luôn. Thấy ngồi đầu anh 3 cá lóc nè. Với cá chê. Con cua. Đặt lú là trúng, đặt lú là trúng. Lấy hai trái dừa ra mới biết được nhiều không? Chứ cầm thì cầm không nổi. Đâu cầm tới đây. Ờ 5-6 kg vậy nhà ơi. Này mà cá không có chữ lắm. Qua đây nè, nó phóng ra. Hai cái gì nữa luôn. Trái dừa đó có lỗ không? Có lỗ thì có bá cá bông dừa. Chắc mấy bông dừa gãy cổ. Vô hai cái chê luôn. Sao? Hai cái chê cả nhà. Nè. Hai cái chê. Chê bự ha. Ừ. Chỉ ăn cái có cái sạc gì ngọt nè. Cũng được rồi, gì chúng rồi. Cá chê, cá lóc, cá phi, tép. Cá lóc, con cua nè. Hết bông dừa. Cua. Càng nè. Cua giống cua biển luôn. Rồi, chưa? Cũng có tép. Nhiều đây là ấm này cả nhà. Ấm này. Đi qua vườn của anh Mập. Quá duyên, ít xài vậy ăn. Xài Mập thì bắt đầu thì cũng vô vụ xài nữa cả nhà. Xài hình hon á. Xài lắm, trái xài. Đi lụm mấy trái đổ nè. Trời có mưa lại rụng rồi. Nhỏ này nè. Về mình gọt vỏ, mình ngâm muối, mình ngâm đường á. Nó sẽ ngon lắm, nó chua chua ngọt. Muối kia bằng muối á. Muối, ngâm muối, đường. Muối rồi sau đó mình vô đường lại. Nó giòn. Nó giòn. Nhóc ở trên cả nhà, đổ. Để ta đi dạo trên sương cho cả nhà coi nha. Để thử năm nay năm nay trúng, trúng mùa không? Trái nữa nha. Trái nè. Đó. Cái đùm gì không đó. Hai ha. Nay mặt trúng trúng mùa à. Chỉ đợi giá cả thôi. Nè nha. Anh nhà xài này gì chừng nào nó mới già ta. Xài này lâu á. Để nó mấy vậy. Anh cũng không rành mấy này. Này phải tham khảo anh Mập mới biết được. Chỉ có anh Mập mới rành đá này thôi. Rồi cái nhánh này cong luôn đó nha. Không phải trái nhiều á. Trái nhiều nó xạ nhánh xuống luôn. Thì chưa đâu, còn nữa nó bự nặng nữa. Nè, mới trái mà lớn mà nó xạ xuống rồi nè. Một đống như này luôn ở nhà nè. Nè, một đống còn trong này nữa nè, chứ không phải dưới đó không đâu, trong này nữa nè. Nè, trong này dữ lắm trong này nè. Nè. Như là xài này. Đống đống trong luôn. Xài này ba chưa tiễn nha. Chưa tiễn. Tiễn dạng như là mình thấy nó trái sai quá, mình phải tiễn bớt những cái trái đeo. Tiễn gì nữa nó bự. Này mình chừa chừng hai trái, ba trái bỏ cho này nè. Nhưng mà cái này là chút nữa. Nó còn đang đổ cả nhà, cho nên anh Mập chưa có tiễn á. Đợi nó đổ xong hết. Nó đổ là nó rụng những cái trái mà trái đeo á, nó rụng dưới gốc gì nè. Những cái phần tiễn thì mình cũng bán được. Mình bán cũng được tùy theo lúc. Tùy theo lúc bán được, tùy lúc bán được. Nhưng mà mình phải tiễn đang cho chừa lại phần nào trái nó đạt á, chứ không mình đâu có để được hết được. Là nó không có năng suất, nó ra trái không có bự được. Thứ này muối là ngon lắm nha. Trái cả này. Giống như dưa hấu ha. Một giây đâu có thể để mòn hai trái. Trái bự kìa. Cái dưa hấu thì một giây trái à. Còn xài thì mình để nhiều á thì nó cũng bự. Nó gôi gôi vậy. Nhưng mà có một cái nữa mình nó mình bán nó bị nó lọt hàng. Nó không đủ cỡ nó. Cho nên mình khó bán. Rồi thì trái bự bự. Cả nhà nhìn nè. Biết chưa? Bên đó kìa. Cái này nó hơi chá nắng.
chắc cả nhà nhìn không rõ, hầu như là cây nào như cây nấy à, không khoảng cây nào hết chứ. Năm rồi luồng gió đi bật gốc mấy gốc luôn đó nha. Đây cây nè, thằng đó cây nè, bật hết trơn mấy cái này. Cây này thì siêu chuẩn bị, còn cây đó thì xuống luôn à. Đâu cũng này cũng bao cũng gốc vậy đó. Bao nhiêu được rồi đó. Đi đi vòng ở đây về luôn, vòng ở đây ra đường này nè. Trời cây này quá trời luôn. Để chiều em dẫn ra đây nữa. Lụm về. Vô dùng xài của anh mập là không muốn ra đấy. Luôn. Hết tiếc thiệt. Nè, bên này mới giữ nè. Hết hòn luôn rồi nè, đóng 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 luôn nè. Yeah. Mập làm trái kinh khủng thiệt. Trái xài ở đâu như dừa chứ. Quay quay. Bên đây cây, cây này hơi cao, cao lúc trên. Trời ơi, rụng nè em ơi, quá trời luôn cả nhà, rụng. Nè, trái này được nè, trái này mới rụng luôn nè, nè trái này mới rụng nè. Rồi à, theo đảo anh đây. Cái này con cây cao này ít trái hơn mấy cây lùng lùng bánh. Rồi đủ chưa, về. Gà cắt ít rau vô cái nhà, chuẩn bị làm cơm. Gà tàu cắt theo làm cua, quá trời tốt luôn. Tại chưa ăn đám mà ăn cũng không kịp cua nữa. Nó làm như nó mọc cây con ha. Cái nhà tèo dọn cái nó rớt hột, bây giờ nó lên ở dưới nè, để theo cành cảnh gần gần chút. Vậy là nữa nó dậy nè, nó lên gần thằng cua nó lên xanh nó chứ nè. Đó, nó lên quá trời luôn, nó đều gan luôn. Tại nó rụng hột lâu lắm à. Dưới theo mưa. Dưới dữ lắm ở dưới. Chưa có con đám nó mà ăn không kịp đó. Thằng cua này hái vô hồi trộn chung với xài ha, cái cá kho ha. Cái cà của tèo sao mà bên lớn nó bị chết yểu rồi cả nhà ơi. Nguyên hàng này chết. Đường trái cà giống nè. Trái cà giống nè cả nhà. Bữa nay nó vàng rồi nè. Còn ở trên này có con trái ăn được nữa nè. Ổn quá, không ngày mưa quá trời mưa. Cây này cũng được trái. Cây này được trái, trái này cũng còn ăn được nè. Cái hàng bên đó thì bắt đầu mới xuống trái. Cái tèo review tàu quắp của tèo cho cả nhà coi. Bữa nay xuống trái nhiều lắm mày. Trái nè, dài bên đây luôn nè. Cây này trái nè. Cái giống đậu bắp này là đậu bắp trái bự như cả nhà. Như vậy chứ nó còn ăn được nè. Còn cái loại kia là cái trái nó xanh dần. Làm gì? Không, em không cắt rau găm hả? Cắt, cắt quên đó. Cắt. Cái đám rau này nó già luôn. Cây bóng hồng này ông xã Nguyệt chiếc về Nguyệt trồng nè. Tốt mau tốt. Trồng đây cây rồi đó nha. Có đẹp. Tại cũng mới vừa trồng được hai cây hạnh kìa. Phía đó cây mới lưu găm vô trộn cho nó thơm. Phía này cây nữa nè. Phía này cây nó mới lớn mà nó ra trái nè cả nhà. Nè trái nè, trái trên đợt nhiều lắm. Nó vậy đó là ở đầu nó tốt cái là nó nuôi trái nó luôn đó. Hôm gài lo mần cái chạy xuồng á, lo mần chạy xuồng rồi bỏ trong vườn này quá trời luôn nè. Cái phía này thì chuẩn bị tèo dọn này lại cái nha, mất công chuyện á, không có dọn trồng được. Bây giờ bắt đầu xong công việc ở trên rồi bắt đầu tính tới vườn này. Rồi hái ít rồi muốn hả? Muốn anh em rồi muốn tiếp tục. Mình chọn chung á, nhiều loại cũng tèo dọn vườn cái chỗ này, tèo dọn luôn mương này cái nha, móc trình cho cao gáo lên. Cho nó thoát nước. Rồi nữa tèo đắp mé bên đây một cái bờ. Để trồng hú hoa bên đây nè. Phía bên đó thì trồng rau, trồng dưa leo vậy đó, trồng bên đó. Bên này trồng dàn hú hoa. Cây mít bên này nó đậu trong này đùm trái luôn đó nha. Nhìn nè. Nè. Trên đó nó dài trên đó. Nè đây nè. Trái nhóc hết trơn. Cây mít này đó ba tài trồng mít mít Thái, mà mít này ăn ngon lắm ở nhà, nó ngọt dữ lắm. Giờ nó ra trái ngoài đọt không. Giờ muốn có mưa tốt ha. Đọt. Hai dây bí đao của tèo nó đầu vàng kìa, đó con dây. Phía thằng đó con dây nữa, ngày cục điện, này bò dài.
xong hết trơn rồi, tao tính tới nó luôn. Rồi bây giờ gia đình Đào chuẩn bị làm cơm. Chào cả nhà. Con chào một cô chú. Con chào một cô chú. Hai bé phụ bà nội lại rau. Thế thì còn sai. Cá thì mình cũng đã mặn xong rồi nè, mình để cho rửa sạch để cho nó ráo nè. Đây là cá lóc nè, với cá bông dừa tép mình sẽ kho ha. Đây này, cái này thì cá chê với cá phi, cá rảnh rồi nữa mình sẽ chiên giòn, làm nấm gừng, mắm gừng chấm ăn cả nhà. Bây giờ mình có bằm hành ha, mình để cho mình ốp cá. Ốp cho thấm rồi nữa mình kho. Mẹ ơi. Ơi. Mẹ chờ con và chắc là con chấm nữa nha. Ừ, con gọt con nữa thôi, chứ dạ. Mình đâu có làm hết đó đâu con. Nhóc. Đây mình cho gia vị vô ha, đường với muối bột ngọt. Cho thêm ít nước màu nữa. Đó thêm 2 muỗng nước mắm thôi, khoảng 2 muỗng. Mình ốp để đây. Bé Út thèm gì con nó ăn xài làm gì, chấm mắm hay chấm ớt? Một trống đó đó mà sức mẹ ăn chắc ngon lắm nha. Cái xài non này, xài cả này là mình vừa ăn nè, nó chưa cái độ chua, nó chưa có chua hung, nó bự bự chút nữa là nó chua dữ lắm. Thèm siêu nữa, thèm bánh thèm gì thì cũng có, thèm xài có nhóc. Bây giờ hồi nữa ăn cơm đi rồi mẹ đâm chém ớt cho con ăn, chứ mình chưa ăn cơm mình không có ăn được cái món đó vô nó sót qua tử lắm. Sót rùa. Chút xíu mình làm cơm ăn xong rồi mẹ đâm ớt cho. À, bây giờ mình bắt cái chảo dầu lên ha, mình có để một ít bột ha, với đập tép tỏi cho nó thơm. Bột thì mình để cho nó ít văng á, bột mình để vô trước rồi để cái xe vô một chút. Trời mưa tới à. Trời vậy mà hồi nãy mới nắng mà mưa rồi cả nhà. Mưa tới luôn. Cá ớt đã thấm rồi, một bát con một kho luôn. Gạo cá chiên chắc cũng gần được rồi bác. Được rồi, chở bề luôn. Dạ, tư rồi nha. Bếp khoai cũng thích cá chê mà chiên mắm gừng lắm. Lâu rồi mới ăn lại món này. Bây giờ cá chiên cũng được rồi nè, mình sẽ gấp ra. Dạ, tư luôn. Gấp ra mình chiên thêm một bụng nữa cho nó nhũ dầu bớt.
Cái này mẹ Tèo bao xài đắng hồng mình trộn gỏi cái nè. Bao dây đắng hồng mình trộn vô cặn cua á. Nó ngon. Mình chế ít nước vô cho cá kho nó. Mình kho từ từ sắc lại. Chế nước vô hồi nó nổi bọt thì mình vớt bọt á. Đây là trộn gỏi. Đây là đường với ớt, tỏi. Thì vì mình không có trộn chanh á, xài thì nó chua. Trộn vô đây thì nó có chất chua của xài thì nó ra thì mình ăn thì nó vừa. Nó ngon. Quá trời sao vậy học giỏi. Là muốn xài cho cần cua. Cái này thì giờ Tèo chỉ làm cái mắm luôn. Đây thì mình có nặn cái chanh rồi nè. Mình sẽ lấy đường vô. Cho miếng đường vô. Bỏ nước mắm vô ha. Trộn cho nó tan đường với nước mắm với chanh. Đây thì mình có đâm tỏi ớt. Giờ sau cùng thì gừng này cũng đâm nè. Đâm bể ra cho nó thơm nè. Để gừng vô. Mắm cho nó đậm đà, chấm. Giờ mình cho thêm ít chút mắm vô ha. Cho nó thấm nó ngon. Đây là gạo thơm, rau răm, gắp cá. Trộn chung vô luôn. Bây giờ chiên quận 2, đây là gắp cho. Gì đó không? Món ruột của bé Út đầy dễ luôn ha. Rất là ngon. Giờ cá kho gần được rồi, mình sẽ để hành vô. Xong mình gắp tiêu luôn. Thơm quá. Rồi bữa cơm thì gia đình cũng đã chuẩn bị xong. Để mời cả nhà ăn cùng gia đình nha. Nguyệt mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình Nguyệt nha. Mời cả nhà dùng cơm nghe. Con mời bà nội, cha, mẹ, mời cô chú ăn cơm. Ăn đi con. Con nó cũng quá trời. Quá trời luôn nha. Dễ được không? Dễ được ăn cá gì? Ăn cái đuôi cá này phải không? Nhà bẻ cho. Thôi lại là anh xóc cái đuôi. Mình nấu lại ăn đuôi. Thôi ăn cá giòn. Giúp thêm miếng gừng nữa ở vô. Ồ rau sống. Cắm cà tê luôn vô đó. Nè cá nè. Ngon không? Mời cả nhà ăn cá lóc kho nha. Thịt nè. Cá kho nè. Thịt nó rớt mà về nó kìa. Yeah. Thịt béo da giòn. Béo da giòn. Ăn món gừng nữa. Da yeah, nhảy gầu gầu luôn. Trúng khắp lết khẽ rồi. Cái chiên này lúc. Mấy cái món này là hai đứa con Tèo thích lắm nè cả nhà. Nhất là cá chiên. Có xương nó cũng giòn nữa. Đó, con chấm đi. Con nào ăn con chấm đi. Nè, con chấm đi miếng. Xương. Gỏi nhiều ngoài cả nhà. Tèo không gỏi rồi. Ừ. À, để xíu xương nó cũng giòn. Nó thấy cá chấm mắm bình thường á thì 9 điểm mà chấm mắm gừng mới 10 điểm. Sao? Cá mà chấm nước mắm mà bình thường á thì mắm tỏi ớt đó phải không? Dạ. 9 điểm thôi còn nước mắm này 10 điểm. Mắm gừng. Mắm gừng là 10 điểm. Tỏi ớt mình rất thích mắm gừng. Thảo Huy sao? Cái mắm này mấy điểm? 10. 10 mà chấm cá giòn nữa. Yeah. Gỏi ngon quá, ngon quá cả nhà. Cứ giòn, nó thơm. Chấm cá kho cũng được, chấm mắm gừng cũng được. Gỏi chấm mắm gừng. Có xài chua chua á chú. Ừ. Nãy chú đâu có trộn chanh mà nó cũng chua này ha. Không, xài này ra nước mà. Xài này trộn gỏi này mà trộn xài với chanh chắc khỏi ăn luôn. Chấm ngon lắm, nó chua lắm, cái độ chua nó chua lắm. Cái Út nhăn tới ăn tới nhăn mặt luôn.
xài nấu canh chua ngon lắm. Dạ. Bà ừ. Lát lát mình để cho mình nấu. Mà mốt đặt lúc vô cá chê gì nấu vô xài ăn bữa. Ừ. Ngon. Nó chua mà nó chua, có hậu ngọt ngọt mà nó thơm. Sao mà canh chua xài như là lạ chứ? Lạ hả? Ngon quá. Mẹ cũng bà nội cũng thường nấu cho con ăn đó. Thường nấu ăn rồi, chắc bé Út ăn canh chua cho bé Út đâu biết nấu bằng gì. Bình thường thì bé Út đi học về thì có canh chua bé Út ăn à. Ăn đâu có nói bé Út nấu bằng cái gì đâu. Không biết nấu là bằng xài hay là chanh. Rồi bé Út ăn thì bé Út cũng không có hỏi luôn. Anh gỡ hầm nhớ. Cũng thường thường bà nội nấu. Tại vì lâu lâu cũng mới nấu, tại vì xài nó cũng có mùa. Có trái mới có xài nấu. Ăn cái này chiên rất giòn à. Giòn. Cá rảnh. Gắp vô chén này con rồi ăn à. Gỡ cái xương có gừng ha. Cho gắp cho bà nội. Cho bà nội. Qua đi. Gắp ăn gắp cho bà nội. Giòn. Nè có cái đuôi này. Đuôi này thịt cân nè. Đó. Để ăn đó hả? Đầu cho mâm gần ăn như mẹ cái. Trong cà phò. Ăn miếng cá chấm mâm gần cái thêm miếng gỏi nữa ngon. Nó chua mà nó thơm. Chứ ai ăn sao làm thêm nè. Thảo Quỳ mà lên đâu ăn ngon là Thảo Quỳ không có nói chuyện đâu. Cá chiên có hợp với gỏi ngon. Thịt xong. Cho mời cả nhà ăn cơm nha. Trong sẵn hết rồi. Chế cục ngon. Chế hai ăn cái đầu béo quá nè. Cái đầu cũng thái nè con. Chồng cũng cho đuôi, có đuôi rồi đấy. Đuôi cá, thích đuôi cá chê. Con ăn đi. Con ăn đi. Ăn kèm thêm miếng rau nữa. Cá chiên kèm thêm miếng rau ăn thật ngon à. Cho thằng cua chọn kết hợp với rau muống hay ăn thấy ngon. Hả? Cho thằng cua. Cho muốn nó giòn. Có xài nữa. Nó thơm. Xài thì nó có hậu chua. Ra thằng cua thì giòn, cá muốn giòn. Trong vừa kho, sạch dẻ. Cho bằng cua này mình nấu canh chua ăn được không ta? Nấu giờ không nấu chua. Cái nào mà nấu canh chua mình ăn thử nghĩ cho nó giòn á. Nấu chín rồi bỏ nấu chắc là để vô nhắc xuống rồi. Nêm nếm đồ xong nha. Để vô nhắc xuống này chắc nó ra mùi bằng cua nó cũng lạ. Tại vì rau cua mình dúng lỗ thấy ăn cũng ngon á. Nghĩa nó ăn chua ngon. Thì nhằm cái loại rau nó dễ ăn rồi mình nấu cái gì ăn cũng được hết á. Ăn sống được thì nấu ăn cũng được. Mày dễ lấy thịt cá hơi cho con nha. Đến thức cẩn, thật cho thư. Chánh chân gái luôn. Gái gâu phi mình chiên cái đầu cũng ngon. Chiên giòn cũng ngon. Còn cá phi nè. Có kho mắm là nó ngon nhất. Kho mắm chứ mình nấu lẩu giấm cũng ngon nữa. Nấu cái thịt nó bung ra ngon. Chứ mình chiên đồ cái nó teo. Cá nó tươi á. Nấu rồi nó bung ngon. Ra ngon lắm. Bé
sót xương nha, ăn kỹ kỹ nha con. Mày lấy thịt rồi mày sẽ liếm xương. Chút mẹ. Chút mẹ. Ăn cái đuôi nè. Mình này bắt nhất là cái dĩa đây, dĩa gỏi. Kết hợp ba bụng thứ. Ăn kèm với cá chiên á, ăn được ngon luôn. Cái dĩa gỏi này mình ăn bà nội ăn không hết. Quan hết vậy này qua vậy đó. Bữa cơm thì gia đình Nguyệt cũng đã xong rồi. Nguyệt cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video hôm nay của hai vợ chồng Nguyệt nha. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau. Giờ Nguyệt chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà.